Vâng, ngày hôm nay em Việt lại tiếp tục mang tới cho các bác chúng ta cùng tham khảo với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao ăn khách đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Một chiếc xe mà thực sự chủ nhân cũ đã giữ còn rất là mới, lăn bánh chuẩn 3.8 lốp theo xe cả dàn. Và tất cả tình trạng của chiếc xe này em Việt cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích ngập nước. Vậy thì chất lượng, chi tiết chiếc xe như thế nào thì ngay bây giờ em mời các bác chúng ta cùng em dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc xe này, để xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu em nó ngày hôm nay không quý chị nhá. Xe được trang bị khối động cơ máy là 1.6 turbo, đây là phiên bản cao cấp nhất. Và khi mới thì chủ nhân cũ cũng đã phải bỏ ra con số nó lên tới hơn 900 triệu để có thể lăn bánh chiếc xe này. Còn ngày hôm nay thì mức giá em Việt đang chào bán cho các bác chỉ với hơn 700 triệu đồng thôi, để các anh chị ta đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe tuyệt đẹp mà rất chất lượng đến từ thương hiệu Hyundai. Đầu tiên thì các bác có thể thấy là xe được trang bị nội thất ghế da với hai tông màu, màu kem và màu đen. Và các bác thấy là ở giữa là họ đục lỗ thông hơi, thì chúng ta ngồi vào cảm giác nó sẽ không bị bí. Và các chị có thể thấy là chất lượng ghế da theo thời gian thì đây, gần như là chủ nhân cũ người ta chưa để lại vết nhăn, vì xe nó chạy chuẩn có 3.8 thôi các bạn, vẫn còn rất là mới nhá. Từ cái má ghế các bác nhìn giùm em này, đó, siêu yêu luôn nhá. Đây, các cái chi tiết các bác nhìn này, nó đẹp đến mức độ như vậy. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, đấy, giúp các anh chị ta có thể ngắm trọn bầu trời trong những cái chuyến đi của mình. Gương chiếu hậu chống chói, vô lăng bọc da, và các bác có thể thấy tích hợp từ nghe thoại rảnh tay, ga tự động cruise control. Và đây em quay gần các bác cái khóe vô lăng này, để các anh chị có thể thấy nó đẹp như này. Ngoài ra xe cũng được trang bị cân bằng điện tử chống trơn chống trượt, cốp điện, chủ nhân cũ độ lên các bác cái đèn nội thất offline nhá. Đấy, và các bác nhìn cho em này, từng cái chi tiết bản lề cửa đây, nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản, không một tí bụi sơn nào luôn, được chưa ạ? Với mẫu xe này thì các anh chị có thể là hoàn toàn là đem đi check hãng trước khi mà chúng ta giao dịch, để đảm bảo quyền lợi cũng như là chất lượng những cái sản phẩm mà em Việt đang bán ra tại showroom của mình. Đấy, cam kết với các bác không mất một cm kéo chỉ là luôn nhá, để các anh chị ta có thể yên tâm. Chiếc xe này được trang bị ghế là ghế trình điện rồi này. Đấy, và tất cả từng cái tem mác thì các bác có thể thấy con này của em sản xuất là năm 2021 nhá, được chưa ạ? Đó, đời khá là cao. Mẫu này mà anh chị ta muốn làm trả góp thì bên em hỗ trợ được cho các bác khoảng độ 70% giá trị xe trên toàn quốc. Một cái màu vàng cát thì có lẽ là hợp với các bác mệnh thổ đây. Đó, xe đã được trang bị cho chúng ta một cái màn hình giải trí này, tích hợp cam lùi. Đấy, có tích hợp cả dẫn đường vệ tinh luôn nhá, khi các bác vào số lùi này. Đấy, thì các anh chị vâng, các bác có thể thấy cái dẫn đường vệ tinh rất là ok đúng không ạ? Đó, các cái thông số hiển thị cực kỳ là rõ nét. Ở đây chúng ta có gương chiếu hậu này. Các bác có hệ thống điều hòa của xe là hai vùng độc lập nhé. Và các bác nhìn cho em các phím bấm theo thời gian, nhưng mà nó đẹp lắm anh như này. Có tính năng là không khí clean air, đề nổ start top có. Mức công tơ mét thì các bác có thể thấy cho em là nó đang dừng ở mức là 3.8 nhé, 3.8 chuẩn, được chưa ạ? Các chi tiết thông số ở trên cụm đồng hồ hiển thị khá là rõ nét. Đó. Vâng, vậy thì đây, cần số này, bọc da này, chúng ta có phanh tay điện tử auto hold. Chiếc xe cũng được trang bị cho ta là 3 chế độ lái Comfort Eco Sport, được chưa ạ? Đấy, cảm biến, cảnh báo va chạm, hỗ trợ đổ đèo. Đó, rất là nhiều những tính năng và công nghệ ở trên chiếc xe này. Các chi tiết ở trên khu vực bảng táp lô trung tâm thì các bác có thể thấy là họ được các chi tiết da này, may chỉ này, kết hợp các chi tiết nhựa hai tông màu. Đấy, giúp cho nội thất bên trong của xe thêm sự sang trọng đúng không ạ? Và đây, các bác có thể ngắm chọn cho em nội thất của chiếc xe này. Nó còn rất là mới, nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đấy, bao ship test luôn để các anh chúng ta có thể yên tâm khi mà các bác lựa chọn một chiếc xe này tại showroom của em Việt. Vậy thì chúng ta có thể tiếp tục cùng em đi về cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Thì với hàng ghế sau này thì các bác có thể thấy là chúng ta có một chiếc xe cũng với không gian nội thất khá là rộng rãi này. Đấy, đủ chỗ để các bác có thể ngồi 3 người lớn, và phía sau này chúng ta có cửa gió điều hòa này. Đấy, cái chi tiết phần túi phía sau này, đấy, các bác thấy rất là đẹp. Đây, từng con ốc các bác nhìn giúp em nhé. Đấy, nguyên zin nguyên bản, toàn tập cho các bác từ A đến Z. Nội thất thì đây, ghế này, ghế da này, căng đét luôn, chưa vết nhăn luôn các bạn. Vâng, xe chạy chuẩn có 3.8 thôi. Đó, rất là ok. Thảm sàn da đã được chủ nhân cũ làm thêm với các bác rồi. Và đây, các bác nhìn giúp em này. Đó, rất là mới đúng không ạ? Rất là mới. Vậy thì tiếp tục chúng ta có thể mở cái cốp sau nhá. Cốp là cốp điện thì các bác thấy là chúng ta chỉ cần ấn nhẹ thôi. Đấy, là cốp của nó sẽ tự động mở lên cho các bác chúng ta, ok chưa ạ? Và đây, các anh chị thấy là cốp sau của xe thì thực sự rất rộng rãi. Và các anh chị thấy là cốp sau của chiếc Hyundai Tucson cũng khá là rộng rãi để các bác có thể là mang theo và hành lý vali. Và các anh chị thấy là chủ nhân cũng rất cẩn thận này, khi làm thêm cho các bác chúng ta những cái lót da như này. Và các bác bỏ ra thì gần như là cái nỉ bên trong nó còn mới tinh. Phía dưới này chúng ta có lốp dự phòng nhá. Đấy, đồ đạc kích thay thế, và đặc biệt là chủ nhân cũng còn dán thêm cho các bác cách âm 3M rồi. Đấy, để các anh chị chúng ta có thể thấy là nó đỡ ồn hơn, được chưa ạ? Đỡ ồn hơn.
Đấy, phía sau này chúng ta còn có cổng cắm sạc 12V này. Ở đây thì các bác có thêm những cái tấm để các anh chị ta kéo ra, và các bác có thêm cái để những cái đồ nhẹ nhàng trên này. Đấy, chúng ta chia làm hai tầng cốp được chưa ạ? Đấy, và đây độ zin căn bản các bác có thể thấy giúp em này. Đấy, từng con ốc nhá. Không một vết vặn. Ok chưa ạ? Và cốp là cốp điện, đóng bằng điện. Đấy, các anh chị chúng ta chỉ cần ấn bằng nút bấm thôi. Đấy, thì cốp nó sẽ tự động đóng vào như này. Đó, rất ok, rất là êm ái mượt mà đúng không ạ? Và đặc biệt là với mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này, nó chỉ ăn vào khoảng 6,68 lít trong 100 km đường ngoài đô thị. Còn đường đường hỗn hợp của đường ngoài đô thị con này ăn có 5,79 lít xăng. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và mà thì trước mặt các bác ngày hôm nay thì em Việt đang có ở đây là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo sản xuất năm 2021. Xe lăn bánh chuẩn 3.8, bao zin toàn tập cho các anh chị từ A đến Z nhá, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Với phiên bản này thì bác có thể thấy là xe còn được trang bị bộ la răng phay xoáy 19 inch, thiết kế rất đẹp mắt, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Màu vàng két như em nói thì nó hợp với các bác bị thổ đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy là toàn bộ viền cửa kính phía dưới thì chúng ta có các chi tiết chrome. Đấy, bậc cửa lên xuống xi nhan tích hợp trên gương. Và đây tiếp tục thì em quay anh chị chúng ta này, từng cái la răng một này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đó, và cái kiểu cụm phanh thì các bác nhìn cho em, nó vẫn còn trắng phau phau. Ok chưa ạ? Lốp lát này sẽ chuẩn 3.8, các anh chị nhìn cho em cái lốp của nó, gai rất là dày. Hệ thống đèn pha ở phiên bản đời này thì nó được trang bị là full LED rồi. Kể cả những cái đèn bi LED bên trong thì con này các bác nhìn để ý bên trong này, nó có tới 5 cái đèn bi LED bên trong nhá. Đó, xi nhan cũng vậy. Vâng, và đây các bác có thể thấy cả các chi tiết phần đầu xe, mặt ca lăng và các chi tiết chrome theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn sáng như mới tinh. Chủ nhân cũng nâng cấp lên các bác cả cam 360 độ rồi nhá. Cam 360 độ cũng có luôn rồi. Đó, nói chung là con này thì các anh chị ta mua về là chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Đây các bác nhìn cho em những cái đường viền này, nó đều thẳng tắp luôn. Sơ xi zin nguyên bản phải nói là còn gần như 100%, hơn một tí sức sát nhỏ thôi. Cái này không đáng kể đâu các anh chị ạ. Đó, và các anh chị thể ngắm chọn cho em cái ngoại thất của chiếc Tucson phiên bản 1.6 turbo 2021 này. Đấy, bao zin toàn tập cho các bác từ A đến Z nhá. Và đây, quay tiếp cho các anh chị ta tay nắm cửa này. Đấy, có tích hợp cảm biến khóa mở. Đấy, ghế cũng là ghế chỉnh điện luôn này. Được chưa ạ? Ghế da này các bác nhìn này. Đấy, đây tất cả từng lốp các bác nhìn nhá. Đó, nguyên zin nguyên bản, toàn tập từ A đến Z, nội thất quá đẹp đúng không ạ? Và ngày hôm nay với cái tầm tiền của một chiếc Altis thì chúng ta cũng đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe gầm cao 5 chỗ rất là chất lượng đến từ thương hiệu Hyundai. Phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy là nó được trang bị đuôi gió, tích hợp đèn phanh trên cao và gạt mưa kính phía sau nhé. Và đèn hậu thì các bác có thể thấy này, nó là full LED. Đấy, thiết kế rất đẹp mắt. Đấy, bản 1.6 turbo chúng ta sẽ có thêm cái logo này. Được chưa ạ? 2000 con này của em là 2021 này, các bác nhìn này. Đó. Quá đẹp luôn, đúng không ạ? Vâng, vậy thì nội thất và ngoại thất chiếc xe các bác thấy ok chưa? Bây giờ thì em sẽ mở lắp capo, chúng ta kiểm tra cái khoang động cơ nhé, xem tình trạng nó ra sao sau quá dụng được không ạ? Vâng, vậy thì đây ạ, xin mời các bác chúng ta có thể cùng em tham khảo với khối động cơ máy 1.6 TGDI đến từ chiếc Hyundai Tucson 2021. Máy em Việt đang để nổ, nhưng các bác có thể thấy là tiếng máy nổ rất là êm. Các bác có thể thấy đây, tất cả tình trạng còn nguyên zin nguyên bản từng con ốc nhé. Đấy, từng vạch sơn đánh dấu từ trong hãng ra, các bác nhìn giúp em này. Đây, và capo thì đây, không một vết vặn. Được chưa ạ? Đấy, từ những tấm nỉ cách âm. Đấy, các bác có thể thấy là vẫn còn nguyên vẹn. Đó. Showroom bên em thì ngay cạnh Hyundai thì các bác có thể là mang trực tiếp xe này sang hãng để check lại một lần nữa trước khi mà chúng ta có thể tiến hành giao dịch với chiếc Tucson này các anh chị nhá. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, thiết kế đẹp, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng, đặc biệt là động cơ đi mạnh mẽ mà lại còn tiết kiệm nhiên liệu, rất là xứng đáng đúng không ạ? Vâng, vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc Hyundai Tucson 1.6 turbo 2021 màu vàng cát đang có mặt tại showroom Em Việt, các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và mức giá em đang chào bán cho em nó ngày hôm nay là 765 triệu đồng và còn có thể thương lượng được. Quý anh chị là chúng ta yêu mến và quan tâm thì các bác có thể trực tiếp nhấc máy và alo cho em nhé, theo hotline 0968 22 889, hoặc đến với địa chỉ 468 đường Nguyễn Đăng Bằng, thành phố Hải Dương để có thể lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe này. Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng dành một chút thời gian theo dõi ủng hộ cho buổi báo giá ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và một lúc đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xí Chất.